Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Tito Cây Cảnh mọi người. Hôm nay gần 11 giờ trưa rồi, chuẩn bị ăn cơm trưa nhưng mà cũng tranh thủ thời gian xíu để quay cái clip ngắn gọn chia sẻ. Xin lỗi giao lưu mấy anh em, giao lưu những khán giả Tito Cây Cảnh một số cái cây linh sam cũng bán thành phẩm này. Mọi người có thể giao lưu về chăm sóc tỉa tót thêm chơi để cho có một chút xíu gì thư giãn trong cuộc sống bề bộn của mình mọi người. Trước khi giao lưu thì em sẽ quay một cái cây khoe mọi người, cây mai chiếu thủy lá trung mọi người, cái bằng trung nu mọi người, nu hết nó nu nu từ gốc tới ngọn để vip mọi người, nhưng mà em chôn trong mặt đất thì nó không thấy rõ, nhưng mà dàn nu cực kỳ mọi người. Cành một cành hai cành rơi là chắc cành rơi là cắt làm lại, không cắt cái ngọn bỏ mà cái ngọn nó bị phù quá, cắt đi ra cái mầm này làm lại cái ngọn mới mọi người đó. Rồi, cái cành rơi này chắc phải xử lý lại đó. Rồi, trước khi quay thì khoe mọi người cây này, một số cây mai chiếu thủy trong vườn nhà đây, một số cây trong vườn nhà đang cắt tỉa cho nó gọn ghẽ để làm lại mọi người đó. Cũng từ từ làm quay mọi người xem đó. Rồi mời mọi người cùng xem video mới của em ạ. Rồi, cây thứ nhất là cây lên sao xung lá trung mọi người, đang vừa nở hoa xong, còn đang những cành đang hoa cũng đang thả mọi người, vừa vừa vô chậu mà vừa nuôi luôn, coi như cũng chăm sóc phân thuốc nên cũng lớn thêm mọi người. Hả mà cũng chưa cắt tỉa đi, người thấy nó đang sung mãn này, đang sung mãn đang đơm hoa, vừa đơm hoa mấy ngày nay đang đây có một số hoa nở rồi ra trái rồi, cái này 30 hoành bày bên, xin lỗi cái bộ đế là như rồng rắn rồi, đế kiểu như là tự nhiên rồi, đế tự nhiên rồi mọi người đó, đế tự nhiên đó, đế tự nhiên có sao mà vậy thôi đó, đế tự nhiên cây kiểu tàng đa rồi, tàng đa thiên nhiên, cây thì bán thành phẩm rồi mọi người. Nói chung cốt cành cơ bản bẻ như vậy thì có thể mọi người về xé lại nuôi tiếp tùy theo cái sở thích mọi người thôi, nhưng em vô chậu cái này em vô luôn đó. Cái này thì nói chung bây giờ giá là kỳ chiến này ba cây này là giá rất là mềm mại luôn này, 500k bao ship tới nhà luôn này, mãi vô mà vô chốt người 30 hoành 500k bao ship tới nhà luôn, có chậu luôn người, không cái nào mà rẻ hơn nữa người, nó chỉ nhỉnh hơn một cái thùng đây, cái thùng Heineken xíu thôi, Heineken thì 400 mấy rồi đó, thùng Ken nhậu lát cũng hết. Cây này mọi người để chơi hoài luôn đó, có thể tặng làm quà hoặc là để chơi đó. Chung đó, cành nói chung là cơ bản cái kiểu mà tàn thiên nhiên không người đó, mọi người xem rất là tùm luôn. Màu đế hết, màu đế đều gần guốc giống như bầy rắn này, 500k bao ship tới nhà mọi người, mãi vô mày vô xe số điện thoại Zalo để trong màn hình mọi người. Rồi em xuống cái này lên cây nữa mọi người, để 30 hoành mọi người, 30 hoành 500k bao ship tới nhà. Rồi cây thứ hai, cái đế mình thấy góc trà bá ở đây, đế cũng đều luôn này, đây cũng là dạng thiên nhiên luôn mọi người đó, em làm cây thiên nhiên luôn, cái này lúa rồi mày, không cái cành này nó hơi để cành này làm lúa luôn, đó, có sao nó vậy thôi, cái khá thế này cây rất là to, đó, cũng đang đơm hoa đây mày, nó đang đơm hoa, xong hình lá trung rồi mày, cây này 300k bao ship tới nhà mày này, cái này 300k bao ship tới nhà luôn, thì vậy nó hư cành này, giá rẻ luôn mày, 300k bao ship tới nhà, cây 30 hoành mày, cây trà bá lửa luôn mày, 300k bao ship tới nhà. Đấy, quá rẻ luôn, giá siêu rẻ luôn mọi người. Cây đang sung mãn bình thường mọi người, cây linh sam thì nó bị hư cành thì nó bỏ cành nó thôi, còn cái mấy cây còn lại nó ok mọi người, có sao nó vậy thôi, hàng em bán sam nó vậy, 300k bao ship tới nhà mọi người. Rồi cây này nhỏ có vỏ mà nhỏ hơn, cây này khoảng mấy hoành, ba thân kiểu gió lùa mọi người, gió lùa của cái lũa đây, nhưng mà đặc điểm cây này là cây hai màu mọi người, hai màu trong cùng một cây mọi người, đây tím này, đây thấy màu trắng này, đây trắng nữa đây, không một thân luôn, thân ra chứ không phải ghép này, không phải ghép người, nó dạng như đột biến thì nó lai sao đó, nhưng mà cành trắng cành tím đâu người thấy trắng đây. Đây tím này, tím người đó, rồi này trắng này mọi người, trắng trắng tím xen kẽ xen kẽ, cây này giờ hạ giá là 400k bao ship tới nhà luôn rồi, tại này cây này đặc biệt xíu nhỉnh hơn ta, 400k bao ship tới nhà, có chậu sẵn luôn, coi như tiền ship tiền chậu này kia, cây thì 400.000 là quá trời rẻ mọi người, 400k bao ship tới nhà, mà vô mọi người. Rồi nay giao luôn ngắn gọn ba cây này thôi, người đang làm việc nữa mọi người, lo chỉnh sửa mấy cái mai chú thị nè. Rồi cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Tito Cảnh trước giờ, ủng hộ thêm thì xin mọi người đăng ký nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại ạ.